Cô chú anh chị ơi, bây giờ kênh Nhà Đất Việt Nam sẽ quay cho cô chú anh chị coi căn nhà lầu lửng ở thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh. Ở đây á, là cách ranh giới thành phố Hồ Chí Minh là chỉ có 5 cây số thôi. Đây, nhà thiết kế lầu lửng nè cô chú anh chị. Là gồm có 3 phòng ngủ, 3 nhà tắm toilet. Tầng trệt nè, đây là phòng khách ha. Thì nhà thiết kế hiện đại, phòng khách xong tới nhà bếp. Tầng trệt là có 1 phòng ngủ, có nhà tắm toilet trong phòng. Còn trên lầu á, là có 2 phòng ngủ nha, khu vực phòng thờ. Rộng rãi nha cô chú anh chị. Nhà xây không có hết đất, bên hông á, là còn chừa ra cái hành lang rất là rộng á. Thì diện tích đất á, là chiều ngang 7m, chiều dài 66m. Đó, 7 x 66. Tổng diện tích đó ở trên sổ là 420m², còn ngoài thực tế là gần 500m² luôn á. Sân ở phía trước là có la phong luôn nè. Nhà này là hướng đông nha cô chú anh chị. Mặt tiền đường nhựa, lộ giấy 20m. Thì đất này á là có 110m² là thổ cư nha. Bây giờ chị Út bán căn nhà này trọn gói luôn, cả nhà và đất, tặng nội thất nha, với giá 3 tỷ 079 triệu. 3 tỷ 079 triệu. Căn nhà là kế bên 3 cái trường học nha, mẫu giáo cấp 2 và trường cấp 3. Cách chợ Lộc Hưng á là chỉ có 800m thôi, cách ủy ban phường Lộc Hưng là đúng 1 cây số. Cô chú anh chị ơi, bây giờ Tấn đang đứng ngay ngã ba kế bên nhà. Nhà là cách cái ngã ba này có 10m thôi cô chú anh chị. Căn nhà đang cần bán là ngay giữa màn hình nha. Đó, căn nhà lầu lửng. Cái đường này nè cô chú anh chị, là đường Hương Lộ 2. Đi về hướng này nè, đúng 5 cây số là tới ranh giới Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh á. Và nó thông ra đường tỉnh Lộ 7, Củ Chi. Đó, cách ranh giới thành phố Hồ Chí Minh là có 5 cây thôi. Còn căn nhà đang cần bán là bên nhánh đường bên đó ha. Thì cái đường bên đó lộ giới là 20m đó, đường mặt tiền của nhà. Nhà hướng đông nha cô chú anh chị. Địa chỉ ở đây là khu phố Lộc Tân, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh. Ngay chỗ này là kế bên trường mẫu giáo, trường cấp 2 và trường cấp 3. Cái cổng trường cấp 3 là ở đây mình đi tới 100m nè, là trường bên tay phải luôn. Ba cái trường học là nằm phía bên tay phải nè cô chú anh chị. Còn đi thẳng đường Hương Lộ 2 này 700m là sẽ ra đường tỉnh lộ nhà nước đang mở rất là bự luôn. Đường tỉnh lộ 787, nhà nước đang mở cái đường tới 45m lận. Thì đi ra 700m ngay chỗ tỉnh lộ 787 á, chính là chợ Lộc Hưng nha. Cái đường Hương Lộ 2 này là ngay phía trước chợ Lộc Hưng luôn á. Để nhà là gần 3 trường học, gần chợ, và cách ủy ban xã là 1 cây số nha. Đây mình ra chợ là 700m, rồi chạy thêm 300m nữa là ủy ban phường. Ở đây là phường chứ không phải là xã nha cô chú anh chị. Cách ủy ban phường 1 cây số. Thì Trảng Bàng hiện tại á là thị xã, tức là đô thị loại 4, là đang phấn đấu để lên thành phố nha. Chỗ này cách cổng chào Tây Ninh là 10 cây, cách khu công nghiệp Trảng Bàng 8 cây, cách khu công nghiệp Phước Đông 7 cây. Đây mặt tiền của nhà nè cô chú anh chị ơi, chiều ngang 7m và chiều dài đất là tới 66m nha. Đường này lộ giới 20m nè. Nhà hướng đông nha. Thì bây giờ chị Út chủ nhà đó là bán căn nhà này với giá 3 tỷ 079 triệu. 3 tỷ 079 triệu nha. Tấn sẽ ghim cái đường link định vị Google Maps và để trong phần mô tả nha cô chú anh chị. Chị Út đã xây nhà thụt vô trong á, chừa ra cái sân ở trước nè. Cái này mình gọi là vỉa hè nha, rất là rộng luôn, có tráng xi măng. Ở phía trước là có cây bằng lăng nè. Chị Út sơn cái màu của nhà nhìn rất là sáng luôn nha. Ô tô á là có thể đậu trong sân. Cái sân này rất là rộng, có thể đậu được 2-3 chiếc xe luôn á.
Đây là số điện thoại của chị Út nè, 0916 472 591, 0916 472 591. Đó là gặp ngay chị Út chủ nhà, sổ hồng ngay chủ nha. Cổng là dán đá bóng kiến rồi nè cô chú anh chị, và sơn cái màu đẹp nha. Mà ở bên trong là lát gạch sân vườn, sân á là cũng được la phong luôn, và còn dư đất trống rất là nhiều nha. Như là bên hông bên đây nè, các cô chú anh chị thấy cái hành lang bên hông rất là rộng, có lát gạch sân vườn ra tới sau, rồi ở sau là còn có khoảng đất trống, rồi có thêm một cái nhà mát, nhà kho ở phía sau nữa nha. Ở sau mình gọi là nhà kho nhưng mà cũng xây đẹp lắm. Thì chủ nhà là có ở đây mấy tháng nha cô chú anh chị, xong rồi sau đó là không có ở đây nữa, cho nên là hiện tại nhà có hơi bụi á, thì cô chú anh chị thông cảm nha. Đây bây giờ mình vô coi nhà nha cô chú anh chị. Chút xíu nữa Tấn sẽ quay tiện ích vòng vòng đây cho cô chú anh chị coi. Cửa là khung sắt kính cường lực. Phòng khách nè. Ghế sofa. Chỗ để tivi là học tủ nhôm. Đó, cầu thang lên lầu nha. Tấn nhắc lại cái giá bán nha cô chú anh chị. 3 tỷ 079 triệu là trọn gói nha, cả nhà và đất. Rồi chị Út là sẽ bao trọn gói giấy tờ luôn. Ở đây là cách trung tâm thị xã Trảng Bàng á, là 7 cây số nha, và cách địa đạo Củ Chi là khoảng chừng 13 cây thôi. Đó, cách ranh giới Củ Chi 5 cây, còn cách địa đạo là 13 cây. Thị xã Trảng Bàng này á là giáp ranh với 3 địa phương luôn nha, vừa giáp ranh Thành phố Hồ Chí Minh, vừa giáp ranh Bình Dương và vừa giáp ranh với Đức Hòa Long An nữa. Ở đây mình đi tỉnh Bình Dương á, qua tới huyện Dầu Tiếng là khoảng 15 cây, còn đi Đức Hòa Long An cũng khoảng 15 cây luôn nha. Nhà này xây thiết kế hiện đại nha cô chú anh chị, phòng khách xong tới nhà bếp luôn à. Trần bên trên thì rất là cao nha. Đó, ngăn cách phòng khách với lại nhà bếp là có cái kệ gỗ nè, để đồ trang trí. Chị Út là sẽ tặng nội thất luôn nha cô chú anh chị. Đó, phía bên này chúng ta thấy là có cửa sổ đồ rất là thông thoáng nha, và nhà làm trần thạch cao hết luôn. Bàn ăn nè, cái tủ lạnh bự hiệu Samsung nè, và bếp thì học tủ nhôm rất là nhiều, rất là rộng. Mặt bếp là đá hoa cương màu đen, có dán gạch men ha. Nhà này là dán gạch men hết nhà luôn á. Cái hành lang bên hông nè, xung quanh là có xây tường rào, cổng rào. Cô chú anh chị thấy cái hàng rào sắt á, sơn cái màu, cái màu vàng vàng, giống như là đồng vậy đó. Thì tầng trệt này là có một phòng ngủ. Nãy chị Út đưa Tấn chìa khóa nhưng mà đưa nhầm cái chìa khóa nha cô chú anh chị, không mở được. Cái phòng ngủ này á là có nhà tắm toilet bên trong luôn. Đây Tấn quay ngay chỗ cửa sổ cho cô chú anh chị coi. Thì không có vô được, không mở đèn được, cho nên là không biết quay lên nó sáng không nha. Đây phòng nè. Đó, dán gạch men. Rồi bên đây là cửa nhà tắm toilet nè. Bên trên á cũng là trần thạch cao nha. Có phòng ngủ ở tầng trệt nữa, rất là tiện. Có nhà vệ sinh trong phòng nữa, vô cùng tiện lợi luôn. Ở chỗ này là có thêm một cái cửa sổ nữa. Thì phía trên cửa sổ chúng ta thấy là mấy che đưa ra rất là xa nè cô chú anh chị, mưa nó không có tạt nha. Trần thạch cao hết nhà luôn. Gạch men dán tường cũng hết nhà luôn. Đó, máy giặt thì sẽ để ở sau đây. Rồi nhà tắm toilet dùng chung cho cả nhà nè. Phía trước là có gương, có lavabo. Ở bên đây thì có cái cửa đi ra bên hông. Đây nhà tắm toilet.
Bồn cầu liền khói bảo hành 30 năm luôn. Đường ống nước nóng lạnh là chị Út có làm sẵn nha, có cửa thông gió nè, dán gạch men cao lên 2 mét á, cửa nhôm kính mờ. Nãy giờ chúng ta thấy là một phòng ngủ, hai nhà tắm toilet rồi đó. Rồi trên lầu là có thêm một cái nhà tắm toilet và hai phòng ngủ trên lầu nữa nha. Đây bên hông nè cô chú anh chị, còn dư đất trống rất là rộng luôn. Ở sau nè còn đất trống nè, có cây mận, cây mít nè. Và cái nhà kho này nè cô chú anh chị, nói nhà kho nhưng mà nhà cũng đẹp lắm, là thuộc bên diện tích nhà đất của chị Út đang kêu bán luôn nha. Cửa kính cường lực luôn nè, không biết mở cửa được không. Đây 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 nè cô chú anh chị, trên là trần thạch cao luôn. Đó là bao gồm luôn cả căn nhà này luôn nha. Rồi phía bên hông bên đây nè, vẫn còn đất của chị Út nữa. Nói chung là rộng rãi lắm. Diện tích là tới 7 x 66. Thực tế là ở ngoài khoảng 500 mét vuông á cô chú anh chị. Đây, nhà xây là còn chừa cái hành lang bên hông nè cô chú anh chị ơi. Cái hành lang này Tấn thấy là chắc cỡ gần 2 mét luôn ha. Rồi nhà là xây tô lăng bê xung quanh. Đó, bên hông bên đây là có 4 cửa sổ. Tầng trệt 2 cửa sổ, trên lầu 2 cửa sổ. Và cái trần nhà thì rất là cao luôn nha. Chừa cái hành lang về mở cửa sổ nó rộng rãi thông thoáng. Và xung quanh thì cô chú anh chị thấy là cái hàng rào nè. Đó, chất lượng luôn nha. Ngay chỗ này là có cái cửa nữa, cửa sắt bự luôn. Rồi bây giờ Tấn sẽ trở lại vào trong nhà, quay ở trên lầu cho cô chú anh chị coi nha. Có rèm cửa đâu sẵn nha cô chú anh chị. Cầu thang nè, tay vịn là bằng gỗ, kính cường lực nè, rồi đá hoa cương. Vừa lên là sẽ tới khu vực thờ. Ở trên đây cô chú anh chị cũng thấy là rộng thoáng ha. Khu vực thờ nè. Một cái đèn chùm đẹp nè, thì ngay chỗ này nè cô chú anh chị là anh thiếu cái đèn chùm ha. Đó. Chị Út là sẽ gắn lại cái đèn chùm cho nó đẹp để bàn giao cho cô chú anh chị nha. Thì khu vực chỗ thờ chúng ta thấy rất là rộng nè. Lá gạch men 60-60. Đó, thì nãy ở dưới chúng ta thấy trên lầu có hai cửa sổ thì đây ha. Trần thạch cao hết nè. Ở trên lầu là có hai phòng ngủ, một nhà tắm toilet. Đó, tổng cộng là 3 phòng ngủ, 3 nhà tắm toilet nha. Giá bán 3 tỷ 079 triệu, trọn gói. Phòng ngủ là có cửa sổ nè. Cái phòng ngủ tầng trệt nãy dưới cũng có cửa sổ đó. Đây là phòng ngủ thứ 3 của nhà, cũng có cửa sổ luôn. Phòng ngủ là rộng rãi nha cô chú anh chị ơi. Đứng trên lầu này gió rất là mát luôn. Xung quanh là cây xanh nhiều ha, không khí mát mẻ trong lành. Cái cửa này cũng là cửa kính cường lực nè. Đó, ở phía sau nè, cô chú anh chị thấy đẹp không? Thì cái nhà kho ở sau á cô chú anh chị. Đây, cô chú anh chị coi lại nè. Thì cô chú anh chị thấy là cái nhà kho ở sau á là dính chung với cái nhà bên đây đúng không? Nhưng mà nhà bên đây á là đã cắt ra để bán cho chị Út rồi. Chúng ta thấy cái tường gạch đỏ nè là từ đây nó thẳng xuống. Đó cho nên là cái phần nhà bên đây ha là thuộc bên miếng đất của chị Út đang kêu bán luôn. Rồi ngay cái cổng sắt này nè, ngay chỗ này là có cái cửa nha, cái cổng á là còn mở ra đi lại sau khúc nữa nha cô chú anh chị, là đất chị Út luôn. Đó, có cái sân vườn ở sau nha.
mình gọi là nhà kho thôi, chứ đó là một cái phòng đẹp luôn á, cái phòng VIP luôn á, có thể làm chỗ karaoke cũng được. Đây là cửa sổ phòng ngủ này. Đây là nhà tắm toilet thứ ba của nhà, bồn cầu liền khói, gương lavabo nè, có cửa thông gió. Thì cái chỗ này nè cô chú anh chị, chủ là mấy tháng nay không có ở đây á, cái ở trên đây nè giống như là giếng trời vậy đó, đóng cửa kiểu như không có kính á, không có sát á, cho nên là nước mưa á nó bị nhiễu vô nha cô chú anh chị. Mình đóng cho nó kín lại là không có nhiễu nước mưa nha. Đó, nước mưa nhiễu vô nè. Thì này mình lau chùi là nó sẽ sạch nha cô chú anh chị. Đó, thì nãy giờ Tấn đã quay chi tiết hình ảnh thực tế của căn nhà chị Úc kêu bán 3 tỷ 090 triệu. Cô chú anh chị muốn mua là liên hệ ngay chủ nha, không có qua môi giới trung gian. Chỉ cách cổng trường cấp 3 Lộc Hưng là có 100m thôi. Kế bên trường cấp 3, trường mẫu giáo, trường cấp 2. Cách chợ Lộc Hưng á, là 700m, cách ủy ban phường là 1 cây số. Đó, địa chỉ là khu phố Lộc Tân, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh nha. Bây giờ Tấn sẽ quay sổ hồng của nhà đất này cho cô chú anh chị coi nha. Thì gồm có 2 tờ sổ hồng luôn nha cô chú anh chị. Đầu tiên mình sẽ coi cái sổ bự nè. Sổ hồng này đứng tên chị Út, ngay chủ. Cái hướng nhà nè cô chú anh chị, nhà này hướng đông. Cái đường mặt tiền ở trước là đường nhựa, từ giữa đường vô mỗi bên đó là 10m. Thì diện tích đó, chiều ngang là 7m nha, còn chiều dài là 66. Trên cái sơ đồ này cô chú anh chị thấy là nó lõm vô một chỗ đúng không? Thì ngay chỗ đó là có một tờ sổ riêng nữa. Đó, một vị trí nhà đất nhưng mà có tới 2 tờ sổ hồng nha. Thì cái sổ này á, có số thửa đất là 1403, tờ bản đồ số 29, địa chỉ khu phố Lộc Tân, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh nè. Cái sổ này là 331,3m², có 21m² á, là đất ở đô thị, còn lại đất chuyên trồng lúa nước. Ở đây lên được 100% thổ cư đó nha. Ghi chú nè, thửa đất có 27m², thuộc lộ giới đường giao thông, tức là lộ giới của đường mặt tiền phía trước á. Thì đây là một sổ. Tiếp theo là cái sổ thứ hai là ngay chỗ mà nó lõm vô lúc nãy đó cô chú anh chị. Đó, hai sổ này ghép lại thì đất nó sẽ thẳng, nó đẹp nha. Đó, cái sổ này là sổ đất ở đô thị nè, diện tích là 89,8m², đất ở đô thị của cái sổ này là 100%. Thì hai cái tờ sổ hồng này là nó dính chung với nhau nha. Thì để chính là người ta làm hai tờ sổ hồng, nhưng mà hai tờ sổ này á, là lúc nào nó cũng đi chung với nhau, chứ nó không có tách riêng nha cô chú anh chị. Thì chị Út là sẽ bao trọn gói giấy tờ nha. Giá bán là 3 tỷ 079 triệu. Tấn sẽ ghim cái vị trí định vị Google Map á, để trong phần mô tả. Cô chú anh chị muốn mua nhà là alo chị Út nè. Số điện thoại là 0916 472 591, 0916 472 591, 0916 472 591. Gặp ngay chủ nha chị Út, không có qua môi giới trung gian. Đây cho cô chú anh chị coi lại cái mặt tiền lần nữa nha. Đường ở trước nhà lộ giới là 20m nè cô chú anh chị, từ giữa đường vô mỗi bên á là 10m. Đây nhà hàng xóm đối diện nè. À, ngay bên cạnh nhà bên đây nè là nhà máy Thái nha. Rồi bên đây là có quán cà phê sân vườn. Đó, kế bên ngã ba với đường Hương Lộ 2. Đó, cái đường nằm ngang là Hương Lộ 2 nha. Quẹo phải là về Củ Chi, còn quẹo trái là cổng trường cấp 3 Lộc Hưng nè và chợ Lộc Hưng. Đó, quẹo qua có 700m thôi là chợ Lộc Hưng nha. Vô trung tâm thị xã Trảng Bàng, siêu thị Cốp Mắt, chợ Trảng Bàng á, là 7 cây. Đây là căn nhà hàng xóm kế bên nhà chị Út nè. Đó, và đây chính là căn nhà đang cần bán. Kế bên ngã ba với đường Hương Lộ 2 nha cô chú anh chị. Đường Hương Lộ 2 này lộ giới chấp 30 á, còn đường mặt tiền của nhà lộ giới là 20.
này á, Tấn thấy là quán cà phê rồi rất là nhiều luôn. Rồi tiện ích đồ cũng nhiều nữa, tại vì kế bên chợ nha. Cái cổng trường cấp 3 là bên tay phải nè cô chú anh chị, cách nhà có 100m thôi. Đây cái cổng ngay khúc này nè. Trường Trung học Phổ thông Lộc Hưng á, đây cái cổng bên tay phải nè. Rồi ở sau lưng trường cấp 3 này là có trường mẫu giáo trường cấp 2. Đó, kế bên ba trường học luôn. Ở đây mình từ nhà chạy ra hướng này có 700m thôi là ngay chợ luôn nha. Cái đường Hương Lộ 2 này là ngay phía trước chợ luôn. Đối diện chợ đó. Thì ở ngoài chợ là có đường tỉnh lộ 788 nhà nước đang mở rộng tới 45m. Trảng Bàng giáp ranh Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh. Đó, Trảng Bàng thì giáp ranh ba địa phương luôn nha. Giáp ranh Bình Dương, giáp ranh Long An và giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh. Ngay trước mặt chính là chợ đó cô chú anh chị. Thì Trảng Bàng hiện tại thị xã đang phấn đấu để lên đô thị loại 3, tức là sẽ lên thành phố đó. Mai mốt mình sẽ gọi là thành phố Trảng Bàng nha. Đây cô chú anh chị, đường Hương Lộ 2 chạy thẳng ra là ngay cổng chợ Lộc Hưng luôn, nhà lồng chợ phía trước luôn nè. Thì cái đường nằm ngang này là tỉnh lộ 787 đang mở rất là bự luôn nè. Đó, tỉnh lộ 787 này nếu chúng ta quẹo phải là hướng về địa đạo Củ Chi đó. Còn giờ quẹo trái qua đây 300m là ủy ban phường nè. Đó, quẹo ra đây là ngay trung tâm thị xã Trảng Bàng nha cô chú anh chị. Đây có điện máy xanh, Bách Hóa Xanh rồi nè. Tiện ích đầy đủ luôn. Cô chú anh chị thấy vị trí nhà đẹp không? Có ngân hàng Vietinbank nữa nè. Thì ủy ban phường là ngay bên tay phải nè cô chú anh chị. Chúng ta đi thẳng cái hướng này á, là sẽ ra ngay ngã ba chợ Hai Châu và vô trung tâm thị xã Trảng Bàng nha. Từ đây chạy tới trung tâm thị xã Trảng Bàng á, là khoảng chừng 6 cây nha cô chú anh chị. 6 cây số. Đây ngay cây xăng Petrolimex bên tay phải nè, kế bên là ủy ban phường nè. Thì Tấn sẽ kết thúc video clip này tại đây nha. Chúc cô chú anh chị mua được bất động sản như ý. Chào tạm biệt cô chú anh chị. Hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video. Nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh. Liên hệ quay clip nhà đất Zalo 0339 120 133.